8 năm The Masked Singer Việt Nam, các sĩ mái nạ cùng chào đón sự quay trở lại của Hưu Thần, Arsen, Bảo Mắt Biết, Buffalo và Chip Chip Pink. Lần tái xuất hiện này, các nhân vật tại bảng B hứa hẹn sẽ mang đến những màn trình diễn đẳng cấp và đỉnh cao hơn nữa. Sự thay màu và biến hóa trong các phần trình diễn tại tập 5 sẽ khiến người xem phải ngỡ ngàng và tiếp tục có thêm một nhân vật phải cởi mặt nạ lộ diện trong tuần này. Ngay từ khi xuất hiện ở tập trước của The Masked Singer Việt Nam, ca sĩ mặt nạ Hưu Thần đã khiến người xem phải thích mê từ giọng hát cho đến khả năng, khiến cố vấn Trúc Nhân bối rối hết lần này đến lần khác. Tập 5 hứa hẹn sẽ tràn ngập những khoảnh khắc vui bên nóc khi cả hai cùng đụng độ trở lại. Tiếp tục gây chấn động tại sân khấu The Masked Singer Việt Nam, ca sĩ mặt nạ Hưu Thần mang hẳn tâm thư với nội dung Đi rớt, cách đây 5 năm chúng ta đã có cơ duyên gặp nhau. Sau một thời gian theo đuổi, tôi đã ngỏ lời với bạn và thật bất ngờ bạn đã có chủ. Bức thư gửi đến Trúc Nhân khiến Tóc Tiên và Trấn Thành phải nổi hết da gà kêu trời, còn khổ chủ thì mơ hồ không biết nhân vật Hưu Thần là ai mà mình đã lỡ tay gây thương nhớ mà không hề hay biết. Cùng chung số phận với Trúc Nhân, Trấn Thành cũng va phải vô số tình huống khó đỡ khi Ocean tiết lộ. Lúc gặp Trấn Thành tôi có bầu, nghe đến đây Trấn Thành đứng không vững phải kêu than. Trời ơi, O viết chi mà mang tiếng tôi rứa. Tôi là người đàn ông có gia đình và O nói O gặp tôi là O có bầu là chết tôi rồi. Trong khi MC Trấn Thành điêu đứng vì chuyện trên trời rơi xuống, thì các cố vấn còn lại và MC Ngô Kiến Huy được một phen hả hê. Trong tập 5, không chỉ các nhân vật mascot khiến các cố vấn phải toát mồ hôi hột vì các tình huống khó đỡ, mà ngay cả hội đồng cố vấn cũng tố nhau không thương tiếc. Khi được MC Ngô Kiến Huy yêu cầu chia sẻ những ấn tượng đầu tiên về nhau, Trúc Nhân đã không ngần ngại hé lộ việc Trấn Thành không hề thích mình khi lần đầu tiên gặp gỡ. Thậm chí Trấn Thành còn không nhận lời chào của mình. Điều này khiến ai cũng phải bất ngờ vì cả hai vốn được biết là có mối quan hệ khá thân thiết ngoài đời. Tuy nhiên, Trúc Nhân cũng cho biết lý do là vì lúc đó Trấn Thành chưa cảm nhận được sự chân thành và đáng tin của mình nên đã dè chừng. Vội tiếp lời, Trấn Thành cho biết, tại mấy năm trước có những lúc mà mình đề phòng mọi người nên đôi khi mình cảm thấy dị ứng với những người mình cảm thấy họ không thực sự đáng tin, cho nên là Trấn Thành sẽ bị phòng thủ trước. Tuy nhiên, sau một thời gian tiếp xúc với Trúc Nhân thì thấy sống rất tình cảm. Trúc Nhân cũng vô cùng thích thú khi hiện tại Trấn Thành phải trải nghiệm cho mình bằng việc dẫn anh chàng đi chơi rất nhiều nơi. Chứ dừng lại ở đó, ấn tượng của Trúc Nhân về Ngô Kiến Huy cũng không hề tốt đẹp cho mấy. Điều khiến Trúc Nhân ấn tượng nhất về nam MC không phải là lần đầu gặp gỡ của cả hai, mà chính là lần đóng chung phim. Ngô Kiến Huy có thể cười giỡn rất vui vẻ với ekip, nhưng đến khi gặp Trúc Nhân xuất hiện lại không như vậy. Nghe đến đây, Ngô Kiến Huy phải lặng thinh và cúi đầu. Hãy cùng chờ xem những màn biến hóa tài tinh, lời hát mê hoặc lòng người đến từ Bảo Mắt Biết, Buffalo, Chip Chip Pink, Hưu Thần, Ocean ở bảng B này nhé.